chiều nay mình luyện tập bài hát cho nó quen nha. Xin lỗi Huệ, Nghĩa thấy chắc phải bỏ bài hát. Ủa sao vậy? Không phải là Nghĩa rất thiết tha được hát lần này sao? Đúng, là Nghĩa rất thiết tha. Nhưng mà bây giờ thì không có tiền nữa. Mà có chuyện gì vậy? Nghĩa không thể nói Huệ nghe được sao? Huệ đừng có bận tâm. Huệ chỉ cần biết á, bây giờ tụi mình không cần tập hát chung nữa. Còn cái gì kèm Huệ học á, thôi chắc cũng không cần đâu. Sức học của Huệ cũng đâu có kém. Thôi được, Nghĩa sẽ nói. Chính ba Huệ đã tới nhà Nghĩa, nặng lời với ba má Nghĩa. Nghĩa không có muốn gì mình mà ba má Nghĩa bỉa khiếp. Cho nên từ nay tốt nhất là mình đừng có gặp nhau nữa. Thằng nào ba đầu sáu tay dám đụng tới cháu tao, tao ăn thua đủ với nó mày coi. Nè, từ từ thôi. Cậu à, bình tĩnh đi cậu. Bình tĩnh chút đi. Bình tĩnh cái gì? Hù dọ hả? Nó ngon á, nó đụng tới cổng lông chân thằng Nghĩa coi. Ổng giận mà nói vậy thôi, chứ trên đời còn có luật pháp mà cậu. Thiệt tình con cái càng lớn càng nhiều nỗi lo. Thằng Nghĩa nó đã hứa với vợ chồng con là nó tập trung vào việc học, không để chuyện tình cảm vướng bận buồn phiền. Mọi người cũng nên tin nó đi. Thằng nhỏ cũng khá đó, biết Nghĩa vậy là tốt lắm rồi.